Tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 năm Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo đến. Vâng, xin mến chào quý vị khán thính giả của Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị đang theo dõi chương trình gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, chuẩn bị bước sang năm mới, năm 2022 nhâm dần, ai cũng tò mò mong muốn rằng là số phận của mình sẽ như thế nào, đặc biệt là với các gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Xin hé lộ với tất cả quý vị, đó là do cục diện hợp với Thái Tuế, cho nên trong năm nay quý vị sẽ là những con giáp cực kỳ may mắn và thành công về công việc cũng như là sự nghiệp và gia đạo. Sự thành công của quý vị khiến cho nhiều con giáp khác phải ghen tị, nhưng mà cũng không kém phần kính nể và trân trọng. Trước đây thì đôi khi cuộc sống của quý vị sẽ gặp phải nhiều khó khăn và trắc trở, nhưng mà từ nay trở đi thì sẽ không cần phải lo nữa. Do cục diện hợp Thái Tuế, cho nên trong năm 2022 này thì quý vị sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, cho nên mọi việc đều được hanh thông, thuận lợi. Và không những vậy, cũng nhờ vào sự phấn đấu của bản thân trong bao nhiêu năm, cho nên là sự thành công đó ngày càng được củng cố hơn. Quá tuyệt vời phải không ạ? May mắn không dễ dàng có được với người khác, nhưng mà với gia chủ tuổi Đinh Hợi thì nó chỉ là vấn đề nhỏ trong năm nay. Vậy nên quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có tuyệt vời này nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi phân tích về tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 năm Mạng trong năm 2022. Tổng kết tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 năm Mệnh trong năm Nhâm Dần 2022. Về sức khỏe, tử vi năm Nhâm Dần 2022 thấy rằng sức khỏe có chút khó khăn đối với người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, đành rằng ở tuổi này sức khỏe của gia chủ đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay một số người vẫn còn nặng lòng vì gia đình, vì con cháu. Gia chủ cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Phong thủy lộc tài khuyên gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ cho thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, đạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mệnh. Về tình cảm gia đạo, người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Bước sang năm Nhâm Dần 2022, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Đinh Hợi. Những người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 cần phải giao tiếp nhiều hơn với con cháu và lắng nghe ý kiến từ họ. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, gia chủ có thể to tiếng với con mình về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều đó. Là người chủ trong gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm ra lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Gia chủ nên đem theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mệnh để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tổng quan vận mệnh tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mệnh trong năm 2022. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 mệnh ốc thượng thổ, đất, nóc nhà. Họ sống rất ngay thẳng, chân thật, rất ít khi vòng vèo, sâu xa hay giấu giếm. Đinh Hợi là người cương trực, thẳng thắn, không chịu luồn cúi trước ai. Chính tính cách này khiến cho bạn gặp nhiều mâu thuẫn với mọi người, bị ghét bỏ, bị xa lánh. Nam mệnh Đinh Hợi hay tỏ ra mình là người ham của cải vật chất, hay chỉ trích, đánh giá người khác, ham bàn tán chuyện thị phi, dựa dẫm vào người khác và không dõi xả giao. Vì vậy, nên thời trẻ, nhiều fan rơi vào bế tắc, khốn đốn. Họ khá bốc đồng, cho nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Điểm cộng là họ rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, trong công việc có trách nhiệm cao và luôn đưa ra những giải pháp tốt.
Xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2022, Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mệnh, gặp phải sao chiếu mệnh, sao thái bạch, vận hạn toán tận, hạn tam tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ Đinh Hợi nam mệnh không phạm tam tai. Hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc, kim lâu cũng không phạm kim lâu. Về địa chi, Hợi Dần nhị hợp, có mối quan hệ tương hỗ nhau trong mọi việc. Xét về mối quan hệ thiên can đinh âm hỏa gặp nhâm dương thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong năm nay, những gia chủ tuổi Đinh Hợi cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ tuổi Đinh Hợi nam mệnh cần phải chú ý tháng Ất Tỵ, có nghĩa là tháng 4 âm lịch, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ tuổi Đinh Hợi, không thực hiện những công việc quan trọng trong tháng này. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mệnh. Trong năm 2022, gia chủ nam mệnh Đinh Hợi 76 tuổi, năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng sao giải hạn, sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Hóa giải, thời gian cúng sao giải hạn cho sao Thái Bạch là vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng sao giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo đồ vật cắt tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch anh đen. Để giải hạn được sao Thái Bạch, mọi thứ cần chuẩn bị phải có màu trắng. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu trắng gói lại hoặc lót giấy màu trắng xuống phía dưới, sau đó đặt lễ vật lên trên. Bài vị, dùng sớ viết trên giấy màu trắng, Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân Vị Tiền. Lại về hướng Tây, vào lúc 18 giờ đến 20 giờ, qua 20 giờ đem bài vị vào nhà bếp đốt là được, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm này, mệnh chủ nên tránh mặc hoặc là dùng những đồ dùng màu trắng là tốt nhất. Màu sắc phong thủy của người này là màu đen, màu xanh, nước biển, thuộc hành thủy. Người dùng nên thận trọng, chớ tin người thái quá. Những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen hoặc là đá sapphire sẽ giúp cho mệnh chủ hóa sát cầu an. Gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mệnh, năm nay gặp hạn toán tận. Chủ về tiền bạc cẩn thận hao tài ngộ trúng, có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau: toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần phải hết sức chú ý. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần phải chú ý, vốn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế, còn tránh được tình trạng say sát nguy hiểm tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Mọi việc trong cuộc sống, cũng như tình cảm gia đình, vợ chồng và các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn. Bởi năm gặp đại hạn toán tận không hề nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến. Song đó, gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Luận tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mệnh theo tháng âm lịch của năm 2022. Tháng 1, gia chủ vui vầy đón xuân cùng gia đình. Đây là tháng có nhiều niềm vui đưa tới tài lộc cho gia chủ. Tháng 2, trong tháng này có tin vui về công việc của thành viên trong gia đình. Tháng 3, đây là tháng người trong nhà đi xa trở về, tuy nhiên gia đạo có sự mâu thuẫn bất hòa. Tháng 4, hao tán tiền bạc cho việc khám chữa bệnh. Tháng 5, cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, tránh hạn thị phi. Giấc ngủ của gia chủ trong tháng này cũng không được tốt, thường xuyên mộng mị, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tháng 6, có vài xích mích mâu thuẫn với gia chủ đồng trang lứa. Tháng 7, đi lại cẩn trọng, tránh tai nạn bất ngờ. Tháng 8, trong gia đạo của quý bạn trong tháng này có người già ốm đau, bệnh tật. Tháng 9, quý bạn đi ra ngoài tháng này cần phải cẩn thận, gặp phải cửa quan hoặc di chuyển vùng sông nước nên hết sức chú ý.
tháng 10, mối quan hệ tốt đẹp với láng giềng xung quanh hóa giải được những mâu thuẫn từ trước. Tháng 11, sức khỏe không được tốt, đặc biệt cần chú ý các vấn đề về răng miệng. Tháng 12, chú ý di chuyển xe cộ hoặc có tì vết tay chân trong tháng cuối cùng của năm. Cùng với đó, tháng này tiền bạc cũng hao tổn nhiều. Trên đây là những gì Phong Thủy Gia Cát vừa mới chia sẻ với quý vị về vận trình tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mệnh. Nhìn chung, ở độ tuổi của gia chủ, công việc hay tài lộc cũng không còn quan trọng nữa. Điều gia chủ cần phải quan tâm chú trọng đó là sức khỏe và gia đình. Trong năm Nhâm Dần, gia chủ cần phải chú ý tuyệt đối cẩn thận khi đi di chuyển, chân tay dễ bị tổn thương và cần phải dĩ hòa vi quý các mối quan hệ, đặc biệt là lắng nghe ý kiến từ con cháu, chăm sóc sức khỏe bản thân, vui vẻ tận hưởng tuổi già. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì mỗi vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Và có lẽ chính vì vậy mà chúng ta phải luôn vững tin vào cuộc sống vốn đầy rẫy chông gai này. Và qua phần luận giải cực kỳ chi tiết về tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mạng trong năm nay, thì quý vị sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai và từ đó xây dựng cho mình được những kế hoạch tuyệt vời trong năm mới. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.